Nên biết Đại Bồ Tát ấy, biết dành sắc, biết dành thọ, biết dành tưởng, biết dành hành, biết dành thức, biết dành uẩn, biết dành giới, biết dành xứ, biết dành duyên khởi, biết dành các chi duyên khởi, biết dành tánh thế gian, biết dành tánh niết bàn, biết dành tướng pháp giới, biết dành tướng hành, biết dành chẳng phải tướng hành, biết dành tướng hữu vi, biết dành tướng vô vi, biết dành tướng hữu vi vô vi, biết dành tướng tướng, biết dành tướng phi tướng, biết dành hữu, biết dành phi hữu, biết dành tự tánh, biết dành tha tánh, biết dành hợp, biết dành tan, biết dành hợp tan, biết dành tương ưng, biết dành bất tương ưng, biết dành tương ưng bất tương ưng, biết dành chân như, biết dành tánh chẳng hư vọng, biết dành tánh chẳng đổi khác, biết dành pháp tánh, biết dành pháp giới, biết dành pháp định, biết dành pháp trụ, biết dành tánh duyên, biết dành tánh phi duyên, biết dành các thánh đế, biết dành tịnh lự, biết dành vô lượng, biết dành định vô sắc, biết dành sáu phép ba la mật đa, biết dành bốn niệm trụ, biết dành bốn chánh đoạn, biết dành bốn thần túc, biết dành năm căn, biết dành năm lực, biết dành bảy chi đẳng giác, biết dành tám chi thánh đạo, biết dành tám giải thoát, biết dành tám thắng xứ, biết dành chín định thứ đệ, biết dành mười biến xứ, biết dành pháp môn Đà La Ni, biết dành pháp môn Tam Ma Địa, biết dành pháp môn giải thoát không, biết dành pháp môn giải thoát vô tướng, biết dành pháp môn giải thoát vô nguyện, biết dành pháp môn tất cả không, biết dành năm loại mắt, biết dành sáu phép thần thông, biết dành mười lực Phật, biết dành bốn điều không sợ, biết dành bốn sự hiểu biết thông suốt, biết dành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, biết dành 18 pháp Phật bất cộng, biết dành pháp không quên mất, biết dành tánh luôn luôn xả, biết dành trí nhất thiết, biết dành trí đạo tướng, biết dành trí nhất thiết tướng, biết dành cảnh giới hữu vi, biết dành cảnh giới vô vi, biết dành cảnh giới, biết dành phi cảnh giới. Nên biết Đại Bồ Tát ấy, biết dành tác ý sắc, biết dành tác ý thọ tưởng hành thức, biết dành tác ý nhãn xứ, biết dành tác ý nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, biết dành tác ý sắc xứ, biết dành tác ý thanh hương vị xúc pháp xứ, biết dành tác ý nhãn giới, biết dành tác ý nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, biết dành tác ý sắc giới, biết dành tác ý thanh hương vị xúc pháp giới, biết dành tác ý nhãn thức giới, biết dành tác ý nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, biết dành tác ý nhãn xúc, biết dành tác ý nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, biết dành tác ý các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, biết dành tác ý các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, biết dành tác ý địa giới, biết dành tác ý thủy hỏa phong không thức giới, biết dành tác ý vô minh, biết dành tác ý hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, biết dành tác ý bố thí ba la mật đa, biết dành tác ý tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, biết dành tác ý pháp không nội, biết dành tác ý pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, biết dành tác ý chân như, biết dành tác ý pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, biết dành tác ý thánh đế khổ, biết dành tác ý thánh đế tập diệt đạo, biết dành tác ý bốn niệm trụ, biết dành tác ý bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, biết dành tác ý bốn tịnh lự, biết dành tác ý bốn vô lượng, bốn định vô sắc, biết dành tác ý tám giải thoát, biết dành tác ý tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, biết dành tác ý tất cả pháp môn Đà La Ni, biết dành tác ý tất cả pháp môn Tam Ma Địa, biết dành tác ý pháp môn giải thoát không, biết dành tác ý pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, biết dành tác ý năm loại mắt, biết dành tác ý sáu phép thần thông, biết dành tác ý mười lực Phật, biết dành tác ý bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, biết dành tác ý pháp không quên mất, biết dành tác ý tánh luôn luôn xả, biết dành tác ý trí nhất thiết, biết dành tác ý trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nên biết Đại Bồ Tát ấy, biết dành sắc và tướng không của sắc, biết dành thọ tưởng hành thức và tướng không của thọ tưởng hành thức, biết dành nhãn xứ
và tướng không của nhãn xứ biết dành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tướng không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ biết dành sắc xứ và tướng không của sắc xứ biết dành thanh hương vị xúc pháp xứ và tướng không của thanh hương vị xúc pháp xứ biết dành nhãn giới và tướng không của nhãn giới biết dành nhĩ tĩ thiệt thân ý giới và tướng không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới biết dành sắc giới và tướng không của sắc giới biết dành thanh hương vị xúc pháp giới và tướng không của thanh hương vị xúc pháp giới biết dành nhãn thức giới và tướng không của nhãn thức giới biết dành nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới và tướng không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới biết dành nhãn xúc và tướng không của nhãn xúc biết dành nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc và tướng không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc biết dành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tướng không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra biết dành các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra và tướng không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra biết dành địa giới và tướng không của địa giới biết dành thủy hỏa phong không thức giới và tướng không của thủy hỏa phong không thức giới biết dành vô minh và tướng không của vô minh biết dành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não và tướng không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não biết dành bố thí ba la mật đa và tướng không của bố thí ba la mật đa biết dành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tướng không của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa biết dành pháp không nội và tướng không của pháp không nội biết dành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tướng không của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Biết dành chân như và tướng không của chân như, biết dành pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tướng không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Biết dành thánh đế khổ và tướng không của thánh đế khổ, biết dành thánh đế tập diệt đạo và tướng không của thánh đế tập diệt đạo, biết dành bốn niệm trụ và tướng không của bốn niệm trụ, biết dành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tướng không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Biết dành bốn tịnh lự và tướng không của bốn tịnh lự, biết dành bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tướng không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, biết dành tám giải thoát và tướng không của tám giải thoát, biết dành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tướng không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, biết dành tất cả pháp môn Đà La Ni và tướng không của tất cả pháp môn Đà La Ni, biết dành tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tướng không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, biết dành pháp môn giải thoát không và tướng không của pháp môn giải thoát không, biết dành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tướng không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, biết dành năm loại mắt và tướng không của năm loại mắt, biết dành sáu phép thần thông và tướng không của sáu phép thần thông, biết dành mười lực Phật và tướng không của mười lực Phật, biết dành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tướng không của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Biết dành pháp không quên mất và tướng không của pháp không quên mất, biết dành tánh luôn luôn xả và tướng không của tánh luôn luôn xả, biết dành trí nhất thiết và tướng không của trí nhất thiết, biết dành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tướng không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, biết dành quả dự lưu và tướng không của quả dự lưu, biết dành quả nhất lai bất hoàn a la hán và tướng không của quả nhất lai bất hoàn a la hán, biết dành quả vị độc giác và tướng không của quả vị độc giác, biết dành tất cả hạnh đại bồ tát và tướng không của tất cả hạnh đại bồ tát, biết dành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tướng không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Nên biết đại bồ tát ấy biết dành đạo dừng nghỉ, biết dành đạo chẳng dừng nghỉ, biết dành sanh, biết dành diệt, biết dành trụ dị, biết dành
tham sân si, biết dành không tham, không sân, không si, biết dành kiến, biết dành phi kiến, biết dành tà kiến, biết dành phi tà kiến, biết dành tất cả kiến triền tùy miên kết phược, biết dành sự dứt trừ tất cả kiến triền tùy miên kết phược. Biết dành danh, biết dành sắc, biết dành danh sắc, biết dành nhân duyên, biết dành đẳng vô gián duyên, biết dành sở duyên duyên, biết dành tăng thượng duyên, biết dành hành, biết dành giải, biết dành tướng, biết dành trạng, biết dành khổ, biết dành tập, biết dành diệt, biết dành đạo, biết dành địa ngục, biết dành đường địa ngục, biết dành báng sanh, biết dành đường báng sanh, biết dành quỷ giới, biết dành đường quỷ giới, biết dành người, biết dành đường người, biết dành trời, biết dành đường trời, biết dành dự lưu, biết dành quả dự lưu, biết dành đường dự lưu, biết dành nhất lai, biết dành quả nhất lai, biết dành đường nhất lai, biết dành bất hoàn, biết dành quả bất hoàn, biết dành đường bất hoàn, biết dành A-la-hán, biết dành quả A-la-hán, biết dành đường A-la-hán, biết dành độc giác, biết dành quả vị độc giác, biết dành đường độc giác, biết dành đại Bồ Tát, biết dành hạnh đại Bồ Tát, biết dành Như Lai ứng chánh đẳng giác, biết dành quả vị giác ngộ cao tột, biết dành trí nhất thiết, biết dành đường trí nhất thiết, biết dành trí đạo tướng, biết dành đường trí đạo tướng, biết dành trí nhất thiết tướng, biết dành đường trí nhất thiết tướng, biết dành căn, biết dành căn viên mãn, biết dành căn thắng liệt, biết dành tuệ, biết dành tuệ nhanh, biết dành tuệ mạnh, biết dành tuệ bén, biết dành tuệ mau, biết dành tuệ đạt, biết dành tuệ rộng, biết dành tuệ sâu, biết dành tuệ lớn, biết dành tuệ vô đẳng, biết dành tuệ chân thật, biết dành tuệ chân bảo, biết dành đời quá khứ, biết dành đời vị lai, biết dành đời hiện tại, biết dành phương tiện, biết dành ý lạc, biết dành ý lạc tăng thượng, biết dành sự chiếu cố hữu tình, biết dành tướng văn nghĩa, biết dành các thánh pháp, biết dành phương tiện an lập ba thừa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, dẫn bát nhã ba la mật đa, tu bát nhã ba la mật đa thì đạt được những công đức thắng lợi như thế. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát, vì sao nên hành bát nhã ba la mật đa? Vì sao nên dẫn bát nhã ba la mật đa? Vì sao nên tu bát nhã ba la mật đa? Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát, vì quán sắc tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư dối, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Vì quán thọ tưởng hành thức tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát, vì quán nhãn xứ tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Vì quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát, vì quán sắc xứ tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Vì quán thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát, vì quán nhãn giới tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Vì quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát, vì quán sắc giới tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Vì quán thanh hương vị xúc pháp giới tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát, vì quán nhãn thức giới tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Vì quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát, vì quán nhãn xúc tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Vì quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát, vì quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng,
chẳng chắc thật nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra tịnh tịnh, có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, vì quán địa giới tịnh tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì quán thủy hỏa phong không thức giới tịnh tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, vì quán vô minh tịnh tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não tịnh tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, ông hỏi Đại Bồ Tát vì sao nên dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát, giống như dẫn cái không của hư không nên dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, ông hỏi Đại Bồ Tát vì sao nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát, giống như tu cái không của hư không nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát phải trải qua thời gian bao lâu để hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, để dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa, để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa tòa Bồ Đề nhiệm màu nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát trụ tâm nào không gián đoạn để hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, để dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa, để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa tòa Bồ Đề nhiệm màu chẳng để phát khỏi các tác ý khác, chỉ thường an trụ tác ý tương ưng trí nhất thiết trí để hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, để dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa, để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát ấy nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, nên dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, cho đến có thể khiến tâm và tâm sở pháp đối với cảnh chẳng chuyển. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ đắc trí nhất thiết trí chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ đắc trí nhất thiết trí chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát vừa hành vừa chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vừa dẫn vừa chẳng dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa, vừa tu vừa chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ đắc trí nhất thiết trí chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát chẳng phải hành, chẳng phải chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải dẫn, chẳng phải chẳng dẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải tu, chẳng phải chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ đắc trí nhất thiết trí chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì Đại Bồ Tát sẽ đắc trí nhất thiết trí như thế nào? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát sẽ đắc trí nhất thiết trí, phải như chân như. Bạch Thế Tôn, thế nào là chân như? Này thiện hiện, như thật tế. Bạch Thế Tôn, thế nào là thật tế? Này thiện hiện, như pháp giới. Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp giới? Này thiện hiện, như cảnh giới của ngã, cảnh giới hữu tình, cảnh giới của dòng sanh mạng, cảnh giới khả năng sanh khởi, cảnh giới của sự dưỡng dục, cảnh giới của sự trưởng thành, cảnh giới của chủ thể luân hồi. Bạch Thế Tôn, thế nào là cảnh giới của ngã, cảnh giới hữu tình, cảnh giới dòng sanh mạng, cảnh giới của khả năng sanh khởi, cảnh giới của sự dưỡng dục, cảnh giới của sự trưởng thành, cảnh giới của chủ thể luân hồi? Phật bảo thiện hiện, theo ý ông thì sao, hoặc ngã, hoặc hữu tình, hoặc dòng sanh mạng, hoặc khả năng sanh khởi, hoặc sự dưỡng dục, hoặc sự trưởng thành, hoặc chủ thể luân hồi có thể nắm bắt được chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, hoặc ngã, hoặc hữu tình, hoặc dòng sanh mạng, hoặc khả năng sanh khởi, hoặc sự dưỡng dục,
hoặc sự trưởng thành hoặc chủ thể luân hồi đã chẳng thể nắm bắt được, thì làm sao ta có thể phô diễn cảnh giới của ngã, cảnh giới hữu tình, cảnh giới của dòng sanh mạng, cảnh giới của khả năng sanh khởi, cảnh giới của sự dưỡng dục, cảnh giới của sự trưởng thành, cảnh giới của chủ thể luân hồi. Như vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát chẳng phô diễn Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng phô diễn trí nhất thiết trí và tất cả pháp, thì Đại Bồ Tát ấy nhất định sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải chỉ có Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể phô diễn, hay là cả tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa cũng chẳng thể phô diễn? Phật dạy: Này thiện hiện, chẳng những Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể phô diễn, mà tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa cũng chẳng thể phô diễn. Này thiện hiện, hoặc pháp Thanh Văn, hoặc pháp Độc Giác, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp Chư Phật, hoặc pháp Hữu Vi, hoặc pháp Vô Vi, tất cả pháp như thế đều chẳng thể phô diễn. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều chẳng thể phô diễn, thì tại sao có thể đặt ra nào là địa ngục, nào là bàng sanh, nào là quỷ giới, là người, là trời, là dự lưu, là nhất lai, là bất hoàn, là A-la-hán, là độc giác, là Bồ-Tát, là Phật, là tất cả pháp? Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Hữu tình phô diễn và pháp vô diễn,